Thưa quý vị, mặc dù cũng được nghỉ Tết như các bạn sinh viên của Việt Nam có thể và có thể về nước thăm người thân, nhưng mà nhiều lưu học sinh nước ngoài thì quyết định ở lại để được khám phá và tìm hiểu về Tết Việt Nam. Nhằm giúp cho các bạn tìm hiểu về ngày lễ đặc biệt này thì một chương trình ý nghĩa mang tên là Tết Việt 2023 đã được tổ chức, mang lại những trải nghiệm thú vị cho các lưu học sinh đang học tập và nghiên cứu tại Hà Nội. Vâng, và đây thì cũng là một trong những hoạt động thường niên của Trường Đại học Hà Nội, nơi có đến hơn 500 lưu học sinh đến từ 30 quốc gia trên thế giới hiện đang theo học. Theo quan điểm dân gian, trong 3 ngày Tết, người Việt Nam kiêng làm gì? Vâng, các bạn ở phía cuối ạ. Trả lời những câu đố sau khi xem clip giới thiệu về Tết cổ truyền của Việt Nam đã giúp cho các lưu học sinh này am hiểu sâu sắc hơn về nét văn hóa đặc trưng của người Việt và cũng thêm hào hứng khi tìm hiểu về ngày lễ đặc biệt này. Tôi rất vui khi được cùng mọi người trải nghiệm Tết ở Việt Nam. Tôi đã sống ở đây 5 năm và đã đón được 2 cái Tết. Đây là cơ hội để chúng tôi tìm hiểu về nét văn hóa này. Và thật vui hơn nữa là tôi được nhận lì xì. Chương trình đã mang đến một không khí vui tươi, ấm áp cho các lưu học sinh. Không chỉ được tìm hiểu về các phong tục trong ngày Tết cổ truyền, các lưu học sinh còn được sống trong không khí ngày Tết và trực tiếp thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm các trò chơi dân gian, tục xin chữ đầu năm. Đặc biệt, chương trình Tết Việt năm nay cũng có sự tham gia của cả lưu học sinh các trường khác. Trường của em chưa có chương trình xóa tiệp cả lưu học sinh như vậy. Nhưng em cũng mong muốn năm này cũng là năm ngoài được tham gia vào chương trình này là bởi vì thực là vui đấy. Tôi rất thích ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là các món ăn cổ truyền. Đến chơi nhà bạn người Việt, tôi thường được ăn bánh chưng và nem. Những trải nghiệm trong trường đó chỉ là những nét phác thảo về một lễ Tết truyền thống của Việt Nam. Còn các bạn sẽ ra ngoài, sẽ cảm nhận những cái không khí Tết Việt tại Việt Nam bằng tất cả những cảm nhận của các bạn. Và thông qua cái chương trình này thì chúng tôi muốn là sinh viên hiểu hơn về phong tục tập quán Việt Nam, gắn kết hơn với nhau và yêu thương nhiều hơn nữa đất nước và con người Việt Nam. Chương trình Tết Việt không chỉ mang lại nhiều trải nghiệm, cảm xúc thú vị cho các lưu học sinh mà còn tạo môi trường giao lưu, gắn kết giữa du học sinh nước ngoài với nhau và với sinh viên Việt Nam. Đó cũng chính là ý nghĩa ngày Tết cổ truyền của người